Vào tối qua 15 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đáp án các môn thi trắc nghiệm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, bao gồm Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Giáo dục Công dân và Ngoại ngữ. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông dự kiến được công bố đồng loạt trên cả nước vào ngày 24 tháng 7. Sau khi biết điểm thi, thí sinh có nguyện vọng chấm phúc khảo sẽ nộp đơn phúc khảo bài thi từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8. Các cơ sở giáo dục và đào tạo tổ chức xét công nhận tốt nghiệp chậm nhất là vào ngày 26 tháng 7, công bố kết quả chậm nhất là 2 ngày sau đó và gửi giấy chứng nhận kết quả thi này, thời hạn cuối vào ngày 30 tháng 7.